Chú chào cháu, chú là thạc sĩ kiến trúc sư Đinh Xuân Quỳnh. Hiện tại chú đang giảng dạy lớp vét thầy Quỳnh. Hôm nay là buổi sáng chủ nhật ngày 30 tháng 4 năm 2023. Chú hướng dẫn cho các bé vẽ người mẫu thật. Bé trong cùng là Trang bé yêu. Trang bé yêu mà đeo kính cận, ngồi góc trong cùng ấy. Mà có khuôn mặt trông yêu yêu ấy. Đấy. Trong mặt Trang bé yêu trông yêu yêu ấy. Ngồi cạnh Trang bé yêu là Xu Anh bé yêu. Ngồi gậy cho anh bé yêu là Jennifer bé yêu. Ngồi trên bạn Jennifer bé yêu là bạn Dung bé yêu. Hôm nay chú hướng dẫn cho 4 bé yêu của lớp các người mẫu thật. Ngày nghỉ lễ thì các bạn lớp khác nghỉ nhưng mà lớp chú vẫn học bình thường hết. Nếu ai chăm chỉ học thì chú vẫn hướng dẫn thôi. Cháu nên nhớ là mình đi học cũng là mình đi làm. Đi học là đi làm cho tương lai của mình và tương lai của con cháu sau này của mình. Sau khi mà dự định xong rồi thì mình sẽ lên khối. Cháu học thuộc cấu trúc giải phẫu, mình sẽ lên được khối thôi. Hãy cháu xem video cái hay là ấm like, chia sẻ video giúp chú nhé. Chú là thạc sĩ kiến sư, Đi Xuân Quỳnh hiện tại đang dạy lớp vét thầy Quỳnh. Chú cảm ơn tất cả các cháu. Mà là
Vâng. Thank you.
must I wander? Hunger my driver, I go where I must. Cold blows the winter wind.